tám năm Quý Mão, ông Hưởng Thọ 68 tuổi. Những người quan được tổ chức vào mùa mưa bão. Vương hay nào? Các tỷ số quá nhanh. Cái ngựa ta thả đấy thôi nhá, không thả được. Hiếu ở sát nhà em à. Thắng gặp các cụ làm sao vậy đâu? Tốt. Sao vậy gặp tự nhiên đây? Nhưng rất tiếc là bóng ra ngoài. Điểm số 5 dành cho Trinh Hà. Oh.
chân vâng vì sân chân thôi không có này gì cả điểm bóng cho tự nhiên mập một pha bóng dặn qua hơn 2 phút rồi tuy nhiên các cầu thủ vẫn đang tiếp tục bắt đúng đúng rồi cho tự nhiên 6 8